trên dầm mưa trông vắng cô liều, từng vòng tay đầy ôm ấp tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều kêu ngất theo như về cuối đèo. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay lên sóng cho anh em một cặp loa nghe nhạc rất là hiếm của Victor, dòng cao cấp, trang bị một con chung to đùng ở đây. Anh em nghe cái giải chung lời, anh em nghe nhạc vàng cái giải chung lời với giải tét lên rất là sướng luôn, chung lời lên lồng lộng luôn, rất là rõ tiếng và tét sáng anh em nhé. Tiếng tét rất là bay luôn nhưng mà không hề chói. Đấy, bên dưới nó trang bị hai con bát. Đấy, một thùng nó có hai con bát 11 cm, nón lụa gân cao su luôn nên âm trầm của nó thả rất là êm và sâu nhá. Đây, hai con bát, bát thật đây anh em nhá, bát thật nhá, chứ không phải là bát cộng hưởng đâu nhá. Đằng sau một con và đằng trước một con. Đấy, hai con bát hông, bát hậu. Đấy, hai con bát hậu. Gân cao su của nó nhưng mà nó có cái độ đàn hồi rất là tốt nhá, nó mềm, đủ cái độ mềm và cũng đủ cái độ cứng, chứ nó không phải là nó cứng đơ để cho mà nó khó đánh hoặc là nó mềm quặt ra để cho đánh nó vỡ tiếng bát đâu. Đây, cái độ đàn hồi của nó vừa đủ luôn, âm bát nghe uỳnh uỳnh, thả sâu nghe sướng. Chiều cao của loa là 26 cm anh em nhé. Loa cao 26. Chiều ngang của nó tầm 17 cm. Ngang 17 cm, cao 26. Sâu 22 cm. Đây, anh em nhìn độ sâu của cái loa nhé. Đấy, nên là âm bát nó đánh rất là sướng luôn. Một đôi loa để nghe nhạc và thật âm thì rất là sướng. Nó lên đầy đủ các giải và chi tiết, anh em nghe nhạc gì cũng hay nhé. Công suất của cả cặp loa này là 60W anh em nhé, 60W nhưng mà đánh rất to. Riêng bọn Victor ấy, công suất nó ghi nhỏ nhưng mà tiếng rất lớn. Còn cái bọn Onkyo nó ghi tiếng, nó ghi công suất rất lớn nhưng mà tiếng lại bình thường, không to. Victor, đây, tiếng bóng 30W nhé. Toàn chữ nhật này, toàn chữ nhật này. Đoàn mát. Em báo giá luôn. Thì giá em xả cho anh em chơi Tết cặp này 1.500.000 đấy nhá.
1.500.000 một cặp loa Buxel rất là chất luôn và nghe rất là sướng. 1.500.000. Ở đây em còn một cặp mà còn một cặp mà dâu quặp cho anh em nữa. Đây, dâu quặp đây anh em nhé. Cặp dâu quặp này nếu mà đẹp xuất sắc thì cũng tầm 1.500.000 đến 1.600.000 một đôi, 1.800.000 một đôi. Đấy, đẹp bình thường, em chưa mông má gì cả. Dâu cặp thì nghe siêu sướng rồi. Đi lộn rồi, như thế này. Dâu cặp huyền thoại, bé con nhưng mà gào vỡ làng luôn, âm thanh thì siêu chuẩn. 1.400.000 nha anh em nhé. Còn một, em còn một cặp như thế này nhưng mà nó bị vỡ cái thùng, một thùng bị nở. Cặp đấy 800.000. Gọi bán củ cho anh em về chế cháo thôi nhé. Đấy, cái cặp bát dâu cặp này rất là hiếm anh em nhé, và nghe rất là sướng luôn, anh em đánh giá rất cao luôn. Ai đã nghe qua dâu cặp này rồi một lần là nghiện luôn. Đấy, đấy hai cặp, đấy cặp này 1.500.000 anh em nhé. Còn dâu cặp thì anh em mua được chưa, mua được em chưa, vẫn chưa muốn bán lắm, nghe nó sướng vẫn muốn để này nghe. Thùng quách thì chưa mông má nên là chưa muốn bán, chắc ra Tết mới bán. Đấy, con này đẹp xuất sắc này, chẳng cần mông má gì cả, lau qua cái là đẹp luôn. Rồi, anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo số cẩn thận cho anh em nhé. Rồi, chào anh em.